Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê chơi BCB nhé. Để trong video này em sẽ giới thiệu cho các bác về cách đổ nước làm mát vào bơm để anh em dùng cho nó bền các bác nhé. Đấy, vì thực tế trong thời gian qua nhiều bác cũng gọi điện cho em là chưa biết cách đổ nước làm mát vào bơm ấy, thì cái này cũng rất là đơn giản thôi. Hôm nay em sẽ làm một cái video ngắn để chia sẻ cho anh em cách sử dụng và đổ nước làm mát vào bơm dùng cho nó bền thôi nhé. Đấy, thì trước khi giới thiệu về cách đổ nước làm mát vào bơm thì các bác cho em xin một chút thời gian giới thiệu qua về 5 cái mẫu bơm tay bên em đang bán ra cung cấp trên thị trường các bác nhé. Đấy, ở đây thì có những mẫu đắt, có những mẫu rẻ, có những mẫu bình dân. Các bác xem video để cân đối khả năng tài chính lựa chọn cho mình một loại mẫu bơm phù hợp các bác nhé. Đấy, đầu tiên thì không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu, em sẽ giới thiệu cho bác về con bơm mà em đang bán ra. Đây là con bơm cao cấp nhất các bác nhé. Đấy, đây các bác đang nhìn ở trên màn hình trên tay em đang cầm, đây là con bơm VIP hiệu sư tử các bác nhé. Đấy, con bơm VIP hiệu sư tử, con này chân gấp này. Đấy, chân gấp rất là tiện, gấp vào nó bảo vệ đồng hồ, bảo vệ bơm, bảo vệ thân bơm các kiểu các bác nhé. Đấy, con này là đồng hồ to này, đồng hồ to lọc ẩm to, bơm VIP hiệu sư tử hàng chính hãng, nó sẽ có chữ VIP và Novo hai con sư tử ở đây các bác nhé. Đấy, còn cái mẫu này hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên thị trường nó cũng có, nhưng nó không có chữ VIP và không có Novo như này các bác nhé. Đấy, không có Novo như này. Cái này đằng sau nó có một cục lọc ẩm bằng than hoạt tính này, lọc ẩm to các bác nhé. Đấy, van xả ở đây. Cái này thân bơm làm bằng carbon đây các bác nhé, thân này làm bằng carbon. Cái này thì thân carbon bao cho anh em bơm cực kỳ là nhanh và nhẹ. Mẫu này là hàng của Nhật các bác nhé, bao cho anh em bảo hành cho em một năm cho đến 12 tháng tùy điều kiện nào đến trước các bác. Cái con bơm này thì các bác chơi thì nó đỉnh của chóp rồi. Các bác sẽ không phải hối hận khi bỏ ra 1.400.000 sở hữu con bơm này đâu ạ. Vì các bác bơm nó rất chi là nhẹ, bơm nhanh nên khỏe các bác nhé. Đấy, con bơm VIP là 1.400.000, đã có cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhé. Đây, cái mẫu bơm thứ hai em giới thiệu đến cho các bác này. Mẫu bơm thứ hai giới thiệu đến cho các bác và anh em đây là con bơm đại bàng. Đây, các bác quan sát con này là con bơm đại bàng nhé. Đấy, con đại bàng này cũng chân gấp. Đấy, chân gấp. Các bác nhìn gọn chưa? Quá gọn đúng không? Con này đồng hồ to, lọc ẩm to, bơm đại bàng chân gấp, hàng này là hàng của Nhật các bác nhé. Đấy, đã có sẵn nước làm mát trong bơm rồi, cái mẫu này có sẵn nước làm mát trong bơm. Cái này cũng bảo hành cho anh em 1 năm nhé, mức áp tối đa cho anh em bơm khoảng 300 đến 350 cân trên một nốt nhạc các bạn. Đấy, cái hàng này thì dùng nó bền bỉ theo thời gian, tất cả những cái sản phẩm của Nhật ấy thì các bác cứ yên tâm là dùng là nó sẽ bền, là nó kinh tế chất lượng các bạn. Đấy, con này là giá 1.200.000 thôi nhé, bơm đại bàng của Nhật là giá 1.200.000. Hai cái mẫu bơm của Nhật kia là em sẽ bảo hành cho các bác và anh em trong vòng 12 tháng nhé. Đấy, thời gian bảo hành cực kỳ là dài nên các bác cứ yên tâm khi sử dụng hai dòng đấy. Đây, tiếp theo con bơm này là bơm FB con báo phiên bản đặc biệt các bác nhé. Đấy, bơm FB con báo phiên bản đặc biệt này. Con này là chân gấp các bác nhé, chân gấp này, FB con báo phiên bản đặc biệt chân gấp. Cái mẫu bản đặc biệt này bao cho anh em bơm là nhanh và nhẹ các bác nhé. Đấy, mẫu này bao cho các bác anh em bơm lên nhanh và nhẹ. Đấy, giá của con này là 900.000. Các bác mua con này em sẽ tặng cho thêm một lon nước làm mát để các bác đổ bơm cho nó bền nhé. Đấy, thì tí nữa em sẽ hướng dẫn các bác chi tiết cách đổ nước làm mát vào bơm. Các bác chỉ cần theo dõi video là các bác có thể tự đổ nước làm mát vào bơm được. Đấy, nếu các bác không biết đổ ấy, thì em cũng có thể hỗ trợ đổ các bác miễn phí, đổ hộ các bác, ok chưa? Đây, con bơm này là 900, bơm phiên bản đặc biệt, bơm nhanh, bơm nhẹ các bác nhé. Đấy, còn con bơm thứ tư này là con bơm đồng hồ to, lọc ẩm bé, chân gấp các bác nhé. Đấy, con này giá là 750.000, mức áp tối đa khoảng 250 đến 280 các bác nhé. Đấy, đây, còn con này thì con bơm bé này là giá là 600 các bác nhé. 600, đồng hồ nhỏ, chân cành én không gấp, giá là 600.000 các bác nhé. Bác nào mà chơi truyền thống thì bác lấy con bơm này, giá cả nó hợp lý. Đây, em để đây. Đây, còn bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác chi tiết cách đổ nước và làm mát vào đây. Một cái bơm mới nhé. Đấy, khi em gửi đến cho bác là nó sẽ mới tinh như này các bác nhé. Đấy, đây, nó sẽ mới như này. Và bây giờ đây, các bác nhận về thì các bác lắp vào đây cho em nhé. Vậy, để đây ra xem này. Đây, khi các bác nhận bơm mới về, các bác lắp tay cầm vào đây cho em nhé. Ok, anh đợi tí em gọi lại nhé. Gọi thằng nó gọi tính như thế này. Gọi xem có thằng nó gọi gì. Thì cũng đang nghe được gọi trong kia này. Đây, khi các bác nhận bơm về nhé, em hướng dẫn các bác chi tiết cách lắp ráp bơm và đổ nước luôn. Thì cái video này nó hơi dài, các bác cố gắng dành một chút thời gian theo dõi hết video giúp em nhé. Đây, khi các bác nhận bơm về, các bác xoáy. Đây, ở đây nó có hai con ốc nhé, các bác xoáy vào đây xem, có lục giác này. Đấy, rất là đơn giản thôi.
Các bác chỉ cần xem qua cái là về bác nào cũng có thể làm được. Đây, các bác bắt hai cái ốc ở này là ốc tay cầm các bác nhé, ốc tay cầm này. Đấy. Tiếp theo các bác lắp cái đồng hồ ở đây nhé. Lắp đồng hồ thì các bác cứ lấy tay các bác xoáy bình thường nhé. Các bác lấy tay xoáy bình thường. Ở đây nó các bác lấy tay xoáy bình thường xoáy chắc rồi nhé. Tay xoáy chắc rồi các bác lấy cà lê này các bác vặn vào hai vòng cho em nhé. Các bác vặn hai vòng. Và ở dưới này tay bơm cũng thế. Đấy. Thì em gọi là lắp đây chỉ gọi là mô phỏng các bác cách lắp thôi nhé. Đấy. Thì cái này xoáy chắc rồi các bác lấy cà lê vặn hai vòng và dưới dây bơm cũng thế nhé. Ở trong này các bác không phải cho thêm cái gì đâu nhé vì nó đã có cái bon nhựa rồi. Đấy. Còn đây em hướng dẫn qua các bác cách lắp bơm như thế nhé. Đấy. Bây giờ em hướng dẫn các bác chi tiết cách đổ nước làm mát này. Đây. Các bác khi các bác bắt tay cầm vào một tay các bác giữ ở dưới một tay các bác giữ trên các bác vặn này. Đấy. Các bác vặn mấy vòng là nó sẽ ra như này nhé. Ok chưa? Ra như này rồi thì các bác đây khi nó ra như này rồi các bác đặt cái bơm xuống. Ở đây nó có một cái này gọi là cái vâng anh vừa gọi vào cái số đây. Đấy, các bác lấy cái gì các bác bổ mạnh xuống một tí nhé. Đấy. Đấy. Các bác bỏ cái chốt ra nhé. Các bác bỏ cái chốt ra này. Đấy. Ở dưới này các bác khi các bác tháo hết ra như này nhé. Ở trong này các bác lưu ý có một cái hòn bi nhé. Các bác làm rơi mất hòn bi là các bác không dùng được đâu. 92 là 740 đặt cái này ở đây các bác vặn cái này là nó sẽ ra đấy. Các bác lưu ý nhé, tháo mình tháo từ trên xuống dưới đấy. Các bác tháo xong cái trên rồi thì các bác tháo cái dưới đấy. Thì các bác không thể tháo cùng một lúc được hai cái đâu đấy. Thế là các bác bỏ cái này ra. Ôi chưa đấy, tháo trên này xong tháo cái ốc dưới này nhé đấy. Còn bây giờ thì các bác chuẩn bị xem một cái cà lê, một cái mỏ nết này. Đây, em đã chuẩn bị một cái mỏ nết nhé. Các bác kéo cái ốc này lên. 640.000 anh ạ. Mỏ nết này các bác giữ vào đây cho em nhé. Mỏ nết các bác giữ đây. Còn cái này là cái cà lê các bác nhé. Cái cà lê này thì 640.000 ạ. Cà lê này thì các bác cho vào khe này nhé. Các bác cho vào khe này. Em chịu khước rồi bác. Đấy, cho vào khe này các bác vặn này. Đấy. Dạ đúng rồi ạ. Đây. Hôm nay em lấy chân em giữ đây không nhé, lấy chân em giữ đây. Hôm nay em lấy tay em vặn này. Đấy, các bác cho hai cái khớp này vào đúng chỗ này nhé. Đấy. Các bác vặn này là ok nhé. Đấy. Các bác vặn vài vòng là nó đã ra rồi. Xong okay. Em đổ nước làm mát vào. Okay. Là cái này các bác làm rất chi là đơn giản thôi, nhưng mà hiệu quả nó cực kỳ là cao nhé. Khi các bác dùng bơm ấy, thì các bác bơm nó không bị nóng hơn bơm nhé. Đấy. Đấy, cái này là các bác đã có thể đổ nước làm mát vào trong này rồi nhé. Đây, cái này ở trong này nó có một cái khe này là mình để rút ruột lên, rút ti này. Cái ống xí lạnh mình đổ vào ngăn thứ hai này cho em nhé. Đây, các bác quan sát cho em nhé. Đấy, em đổ cho bác xem. Đấy, thế là các bác đổ nước làm mát vào đây. Thì trong quá trình các bác dùng ấy, bơm nó sẽ không bị nóng hơn bơm nhé. Dòng sim nó bền, nó không bị hỏng. Đấy, okay. Thì con nước làm mát nó tỏa nhiệt cực kỳ là nhanh các bạn. Đấy. Dạ đúng rồi. Đấy, rồi, đổ quá đà các bạn. Đây, đổ đầy cho các bác nhé. Đấy, thì hôm nay có một bác khách cũng mua bơm nhưng không biết đổ, bảo em đổ hộ. Đây, các bác quan sát vâng, kỹ vâng, nhé. Okay, đấy, okay, nước okay. Em đã đổ đầy này, quá đầy so với quy định các bạn. Vâng, ok. Đây, em để dịch lên các bác cùng xem nhé. Đấy, đổ này là rất chi là đầy nước rồi. Có lẽ em phải đổ bớt ra một chút không nó lại tràn mà. Đấy. Rồi, thế bây giờ em lại hướng dẫn cách các bác lắp vào nhé. Đấy, các bác đủ này dưới các bác xoáy này. Đấy. Anh em cố gắng theo dõi kỹ video xong về các bác cũng có thể tự làm lấy được mà. Đơn giản thôi, không có gì là khó khăn các bác nhé. Đấy. Thế là các bác dùng cà lê các bác xoáy ra là xong. Đấy, có nước vào bơm cực kỳ là bền, các bác dùng vài năm không lo hỏng nhé. Còn nếu trong tình trạng mà không có nước các bác bơm nó nóng hơn bơm ấy, thì nó sẽ mòn rong sim, mòn ti, rách phớt thì bơm nó sẽ hỏng ngay các bác nhé. Đấy. Đấy. Em đã siết chặt cái này vào rồi cho anh đấy. Đấy. Xong bây giờ các bác lắp vào tháo ra như nào, lắp vào như thế nhé. Đấy. Xong mình cho cái này xuống. Đấy.
này các bác xoáy vào cái này xem. Đấy, vì dưới này có một con ốc nhá, các bác phải lấy tay xoáy vào trước nhá. Ok, tay xoáy vào rồi, xong các bác cầm con này của mình xiết vào một tí nhá. Đấy, ok rồi nhá. Đây, khi các bác lắp cái này lưu ý ở trong này nó có một cái hoàn bi để nó giữ hơi, hút gió ấy. Đấy. Các bác để ý giúp các bác tháo đây. Đấy. Rồi, cái này xong các bác ạ. Đấy, xong các bác cho cái chốt này vào cái khe này là xong nhé. Đấy. Các bác nhìn rất là đơn giản thôi. Đấy. Xong các bác xoáy như này là lấy tiền. Các bác dễ không? Dễ như ăn cơm. Khi các bác làm cái này, hiệu quả của bơm mình sử dụng nó bền bỉ, nó không bị tốn kém. Đấy. Nó không bị hỏng vặt. Đấy. Đấy. Xong rồi các bác. Đấy. Đấy. Bơm vẫn ra hơi ra bình thường nhé. Ok vậy. Đây. Một con bơm này em đã đổ sẵn nước vào cho bác khách nhé. Một bác khách này chưa biết đổ nước thì em có hỗ trợ để cho bác khách đấy. Thì em cũng đã hướng dẫn cho bác chi tiết cách đổ nước làm mát vào bơm nhé. Bác nào muốn mua hàng thì có thể liên hệ đến hai đầu số của shop để được nhân viên bán hàng tư vấn cho bác nhé. Còn nào bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh trong video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của em nhé.